Dạ. Đang làm gì vậy? Đang xem coi ốc nè, ốc quá trời luôn. Ôi đã vậy. Ừ. Chứ em nói chứ nghe này nè. Gì? Em mới nhổ răng xong á, thấy thiếu canxi quá rồi. Giờ không biết sao bổ sung canxi nữa nè. Bổ sung canxi hả? Hay là ăn ốc đi. Ăn ốc là bổ sung canxi đó. Mà em không biết làm. Vậy chứ làm chứ Cưng ăn. Cảm ơn chị. Chào mọi người, lại là Kim Hằng Vlog đây. Hôm nay em sẽ làm một món để bổ sung canxi cho con bé em của em. Nó vừa đi nhổ răng về, nó bảo là nó thiếu canxi. Bây giờ em sẽ làm một món, đó là món ốc nước cốt dừa. Để bồi dưỡng cho con bé của em, là con bé Caramel đó mọi người. Mọi người cùng em thực hiện nha, let's go. Vớt chắc này hơi trễ rồi đó, vớt được buổi sáng nó nổi nhiều. Đây là ốc nuôi nha các bạn, nuôi chứ mương. Chắc lên được đó chị. Sao mà hồi vớt vớt được bao nhiêu ốc nè các bạn, ốc bự không nè, ốc cực kỳ ngon, ốc bự không. Giờ mình thực hiện công đoạn mình nấu đi các bạn. Ốc này đã được làm sạch rồi nè mọi người. Mình muốn ăn ốc thì mình đi có đi chợ mua ốc về thì mình nên ngâm nước cơm với ớt á, nó mau nhả sạch đất sình hơn. Còn cái này mình làm sạch rồi, bây giờ mình cho vào chảo. Ăn mình chuẩn bị công đoạn nấu. Vậy cho hết ốc vào chảo rồi. Tay mình đã rửa sạch rồi nha mọi người. Bây giờ mình cho nước vào và dừa nè. Dừa này là dừa khô nha, dừa khô cho nó béo. Mình đã chuẩn bị sẵn hết trơn rồi. Đây mình cho một tô nước này, mình cho vào đây, mình dắp. Ốc á mọi người, lựa dừa khô á nó béo. Mình sẽ không lấy cái gây để lượt mà mình sẽ chơi trực tiếp vào vậy, đặng có cái xác dừa nếu mà nó có gớt vào thì nó cũng sẽ béo, con ốc nó rất là ngon. Mình nấu nướng á, mình ít khi nào thích nấu trong nhà lắm mọi người. Mình nói thiệt á, mình khoái nấu ngoài trời vậy nè, nó mát. Nè. Xác dừa nó dính vào đây một hồi nó béo cho mà coi. Cho bao nhiêu đây muối nè, cho bao nhiêu bột ngọt nè. Rồi sẽ cho một chút xíu đường nha. Dặn lại cho nó ngọt. Rồi xong, bây giờ mình sẽ đắp mền lại, ý lộn, đậy nắp lại chứ không phải đắp mền. Rồi bây giờ là bật bếp nha. Xong, bây giờ mình chỉ đợi nó là chín nữa là mình xơi thôi. Xin mời mọi người. Wow, hấp dẫn. Cái muỗng cho nó rút một chút xíu nữa đi. Nè, có muối nè, có một chút xíu bột ngọt với một chút xíu đường, chấm cho nó bắt. Mọi người nhìn nha, mình làm ớt ngon rồi mình nhiễu xuống vậy nè, là nó nhiễu làm như có cái độ gích ở trong cái mưa ớt của mình á, nhiễu lên nè, xuống mọi người thấy không, nó có cái độ kẹo lại. Bây giờ cây nhà lá vườn á thì mình dùng cái cọng mà để ốc là mình dùng cái cọng dừa nha mọi người. Là chế bổ sung canxi cho em đó. Mình mời mọi người cùng ăn với mình nha. Trước tiên là mình sẽ tặng cho con bé em của mình trước. Nó nói là nó thiếu canxi. Bây giờ nóng quá. Nóng quá mọi người ơi. Nóng quá. Ăn ốc, phải lấy cái đít. À, gọi lấy cái đít rồi. Lấy cái đít rồi. Bổ sung canxi cho em cá. Ngon, nó giòn thần thật quá chết. Mà có chế cũng thử một con coi. Ớt nó cay quá. Cay hả? 6-7 trái ớt luôn á. Đây nè, lễ ra nguyên cái đít luôn nè mọi người. Ăn ốc là phải lễ ra vậy nè mới ngon. Chứ lễ lấy cái đầu mà không có cái đít như vậy là không có ngon đâu.
con ốc á, mình luộc á nó còn cái độ giòn giòn dai dai, cái độ béo của nước cốt dừa nó rất là hòa quyện với nhau. Bây giờ á mình sẽ hấp thử nước ốc xem thế nào nha mọi người. Nước cốt dừa cực béo luôn á. Phần da nó béo. Còn cái thứ gì bằng nữa đây? Quá béo rồi. À, vừa béo vừa nóng, vừa thơm mùi xả rất là ngon. Thử cái bé đi. Anh thử rồi. Anh thử nước rồi. Đã quá trời. Kiểu này chắc dư canxi luôn rồi. Đã bổ sung mà, bổ sung là phải cho dư thôi chứ đừng cho thiếu. Bây giờ mình ăn tiếp tục nha mọi người. Mời mọi người nha. Ngon quá. Mình rất là thích món này nha các bạn. Món này nha là được ủ đế rất là đã, kết hợp rất là đã. Mình không biết nhậu chứ ai nói gì lắm. Cái gì cũng có mình. Mình là chứa bài luôn đó mọi người. Dừa cho nó béo lắm. Hấp nước xả tự nhiên thông cổ cái tự nhiên muốn hát. Bây giờ mọi người cho mình xin hò hai câu đi nha mọi người. Mình sẽ hò như thế này nè. Hò ơi, sông quê nước chảy đôi bờ, để em chín dậy à, mười khờ mà mười khờ hướng anh. Mọi người thấy hai mọi người vỗ tay ủng hộ em nha mọi người. Ca sĩ miệt vườn nha mọi người. Video đến đây cũng xin kết thúc nha mọi người. Nếu mà mọi người yêu mến mình thì xin hãy cho mình xin một đăng ký ủng hộ kênh mình để cho mình có thêm động lực để làm nhiều video khác hay hơn nha mọi người. Tạm biệt mọi người.